Trời ơi, cái máy mắc ma này thiệt là chán thiệt chứ. Bị thoát ra mất tiêu rồi. Thôi lỡ thoát ra lại luôn, thoát ra đi. Thì thấy hơi cho mọi người vô lại thôi chứ sao giờ. Nhưng mà hơi nó sắp hết pin, khổ. Để mời mọi người vô lại đi. Tình trạng là bị thoát ra đất cái cũ đi, cái cũ nãy như là bị rớt ra rồi mà. Thoát ra rồi á, nhưng mà tại nó chắc là mạng nó do bị mạng trễ, mạng bị trễ thành ra nó còn bị treo một chút nó mới thoát ra. Thì cái buổi live ngày hôm nay của chúng ta sẽ nói về cái vấn đề là hội cờ đỏ và cái sự phát cuồng của cái đám là gì, đám chống cộng cực ngu ở hải ngoại cũng như là cái đám dân chủ cùi ở trong nước này. Hiện nay chúng nó đang rất khiếp đảm vì là bị hội cờ đỏ trong nước là vạch mặt là bọn chúng, cho nên chúng nó rất là cay cú và tìm mọi cách là gì, xuyên tạc chia rẽ, đồng thời gì bươi móc chuyện đời tư cá nhân của một số là cô chú và các anh chị trên mạng Facebook. Để chi? Để là thứ nhất làm họ mất uy tín danh dự trên mạng xã hội với cộng đồng mạng, để từ đó là gì, để từ đó là chúng nó tìm mọi cách là mua chuộc và dụ dỗ một số người để chúng nó làm tuyên truyền PR gửi ra cho quan thầy ở nước ngoài để kiếm gì, kiếm đô. Thì tôi nói đến vấn đề đó thì chắc thời gian qua thì nó cũng có đó, có rất nhiều chứ không là không có. Tại vì hội này nói chung ra là những cái hội cờ đỏ là hội nhóm là tự phát của là quần chúng nhân dân trong phong trào là quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc trước các việc làm và những cái chiêu trò của một số vị là cán bộ áo đen linh mục quốc dân công gia của nhà nước là công giáo Vatican và của một số vị là ngoác cái mồm lên đó là gì, khoác cho mình cái mỹ từ là đấu tranh cho dân chủ nhân quyền vân vân các kiểu đó. Chị Nguyễn Hồng đâu rồi, qua đây nào, hôm nay là trời độ là mạng tốt nè, hôm nay là hai chị em lên chém gió đi. Chứ thường ngày mà muốn lên chém gió cũng được nữa, toàn là nhà lãm nhẩm mình lên thôi mà. Thì các cô chú anh chị nào nếu như mà muốn cùng phát lên với chùm sò cứ gửi yêu cầu ra đây để chúng ta gì cùng là trò chuyện, thời gian thì khoảng chừng 15 phút thôi mà cái máy của chùm sò nó chỉ còn bốn mấy trăm pin là nó cũng sắp hết pin rồi, cho là chúng ta nhanh nhanh thời gian để trò chuyện với nhau quanh cái việc vấn đề đó là một số người là bảo rằng đó là yêu nước nhưng mà không bao giờ dùng cái gì, dám dùng cái từ là cờ đỏ, tại vì họ bảo rằng họ yêu nước nhưng mà họ không có cờ đỏ hay cờ vàng, họ trung lập cờ trắng và đầu hàng hết rồi. Đầu hàng cái gì lỡ là nhận mớ tiền của mấy cờ kia hết rồi cho nên là không dám nhận cờ. Trong lúc chờ mọi người cùng gửi yêu cầu lên đó là để trò chuyện với nhau thì chụp sò cũng nói luôn số vấn đề về mấy cái thằng thần gọi là bao que tiếp tục. Thì nói chung ra những cái bài của mấy tay bao que mà mọi cộng đồng mạng hay gửi cho một số là thành phần mà lên trên mạng chuyên gia cào phím như là chế ảnh các kiểu này kia đó, tôi xin lỗi tôi bị dốt cho nên là tôi không có rảnh để mà cào phím giống như mấy thằng bao que xảo lá kìa, tôi chỉ thích livestream mà nói chuyện trực tiếp thôi. Mà thì những chiêu trò những cái câu bình luận
rồi là những cái bài, những cái Tết nữa, thì thường xoay quanh những cái chủ đề với, như là gì là đảng, là cơm sườn Việt Nam, là độc tài, rồi là gì lãnh đạo, là đất nước, là đến nay đã hơn bốn mấy năm rồi nhưng mà đất nước không phát triển, vẫn nghèo, vẫn lạc hậu, thua Lào thua Cam này kia đó. Rồi đó, qua đó thì lấy cái ví dụ là cái này là mới nè, lấy cái ví dụ về cái việc đó là có hai ông nông dân, là ông từng gửi hai cái ông nông dân từng có là gửi một cái yêu cầu lên là Bộ Quốc phòng, đó là sửa chữa và cải tiến nâng cấp cho là gì các loại xe thiết giáp đó là của Việt Nam, nhưng mà sau đó phía là Bộ Quốc phòng đó là không cần thiết nữa, cho nên nó là hai cha con nó phải qua bên Campuchia bên đó nâng cấp các gói vũ khí, là tăng thiết giáp cho là vương quốc là hoàng gia Campuchia đó, và sau đó là được ở bển là tặng thưởng quân chương các kiểu này kia, đãi ngộ rất là nhiều. Nhưng mà tụi nó viết cái bài đó thì thể hiện cái độ ngu quá lớn, nhưng mà cũng gì cũng thích là sủa ẵng. Chúng tôi nó bảo rằng là gì ở Việt Nam nhân tài không được trọng dụng, phải ra nước ngoài mới được trọng dụng, mà tụi nó ngu bỏ cụ đi được. Tại sao tụi nói cái nó ngu? Thứ nhất á, cái chuyện mà cải tiến cái sửa chữa xe thiết giáp đó đó ở Việt Nam chúng ta không cần thiết, cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta đã làm rồi và cải tiến rồi, không cần đó gì đến là cái cải tiến đó của hai bố con ông nông dân đó. Thì cái bài đó nói chung nó cũng đã có là là lâu rồi mà cũng được nhiều báo đài, cũng hết tốn không ít là giấy mực của một số báo đài. Nhưng mà nói thật, tôi là tôi từng đi là gì tôi đi từng đi bộ đội và tôi biết được cái vấn đề đó. Thì nói chung ra thì cái cải tiến đó của hai bố con anh nông dân đó nó cũng chẳng có cái gì mới cả, bình thường thôi, mà điều đó thì cục quân nhu với lại bên quân khí người ta làm được. Như là việc là gì gắn là súng để DKZ lên là tăng thiết giáp á, cải tiến một số bộ phận á, thì xin thưa các anh chị, nếu mà chúng ta xem những cái thước phim đó là của bộ đội Việt Nam của chúng ta mà những năm đó là chiến tranh biên giới Tây Nam đó, chúng ta thấy trên các xe thiết giáp đó có những khẩu mà như DKZ được gắn ở hai bên hông của chiếc M113 đó, chúng ta thấy đó, đó là cải tiến đó của quân đội là làm rồi, chứ không phải là đợi đến hai là bố con anh nông dân kia phải lên tiếng làm, phải tốn là cũng không ít là một số là giấy mực của mấy cái gì mấy cái nhà báo vậy đó. Mà tụi nó cũng nhảy vô nó tung hô trời ơi giỏi quá, nhưng mà ở Việt Nam đó gì rất tiếc là Việt Nam không trọng dụng nhân tài phải qua nước ngoài. Ở Việt Nam chúng ta mấy cái đó là quá xưa không cần thiết, nhưng mà cũng gì cũng động viên người ta chứ không phải lãi. Còn bên bên cao bên đó thì người ta gì ta đang thiếu cái đó cho nên ta cần là đúng mà. Nhưng mà nghe mấy vị bảo là ở Việt Nam này là nghèo nàn lạc hậu, mà đáng lẽ cái đó là chúng tôi cần chứ. Các vị nói là Campuchia giàu có phát triển hơn Việt Nam mà tại sao họ cần mấy đó gì? Các vị có nói ra nó cảm thấy nó nghịch lý hay không? Điều đó quá nghịch lý rồi. Còn mấy cụ là mấy cái cụ già mà đi lưu vong ở bên Cali đó, nhất là những cụ, những anh, những chú mà những người gì đã rời bỏ quê hương đất nước, gọi là thuyền nhân đó, những thuyền nhân sang cái bến bờ là thiên đường tự do, và đến bây giờ thì các vị lên mạng Facebook này các vị đang hô hào là gì là cất tiếng nói cho là dân nước tôi, cất tiếng nói vì quê hương nước tôi, cất tiếng nói là để lên án gì tàu quyền cơm sườn độc tài các kiểu bô lô ba la, nói chung là đủ các thứ. Nhưng mà cho tôi hỏi lại các vị nó như thế này, ngày trước á khi các vị lên thuyền gì vượt biên để rời khỏi đất nước này thì các vị bảo rằng là sao, các vị rời bỏ quê hương đất nước này đi vượt biên đó là các vị là người yêu nước, các vị anh hùng, các vị gì gan lì dữ lắm mấy cái gì mới rời bỏ quê hương đó là vượt biên đi ra nước ngoài tìm là chân trời là của bến bờ tự do, đúng không? Nhưng mà các vị nói đó tôi cảm thấy nó buồn cười thấy sợ. Các vị nói là các vị là những kẻ bỏ đi là những cái gan lì và anh hùng, vậy còn những người ở lại là những kẻ chết nhát sợ chết hay sao? Các vị nói mà tôi cảm thấy buồn cười quá. Hôm nay như tháng tư sẵn chọt luôn mấy cái tên là mõm chó vẽ cứt bà sọc này luôn, đúng chưa? Các người bỏ đi hả, các người đi vượt biên ra bên kia, các người sống chui sống gút ở trong mấy trại tị nạn, nó coi các người như thua cả súc vật,
sau đó các người mới lết vừa được cái bến bờ tự do bên kia, các người quay lại, các người chửi quay hơn nước nước. Cho tôi hỏi một câu gì nè, lúc mà hả vừa giải phóng chính quyền á, có lại cầm súng kê vô đầu các người á, rồi bắn bỏ các người, kêu các người phải cút đi ra khỏi đất nước này hay không? Rồi hãy cho tôi hỏi một câu đó thôi. Rồi sau giải phóng các người chỉ gì? Một số là hả sĩ quan binh lính cán bộ công chức của chính quyền ngụy Sài Gòn đó, các người đó chỉ đi học tập cải tạo, có người thì hả vài tuần lễ là về, có người tháng hai tháng là về. Nhưng mà tại sao lại có một số kẻ phải nhốt cho đến nó mười mấy năm, thậm chí gần 20 năm mới thả ra? Cái này thì hình như tôi cũng đã từng nói rồi. Tại sao? Có một số kẻ lại nói rằng, ơ như thằng mà sĩ quan cao cấp kia, tại sao nó lại đi trong vòng chưa đầy một tháng nữa thì nó đã về. Còn tao, tại sao tao cùng đồng cấp với nó mà tại sao tao bị nhốt đến mười mấy năm tao không được về? Vậy thì hôm nay nói luôn lại cái chữ hèn với giặc ác với dân của các người nữa nè, mà các người hay bảo mấy ông công sự Việt Nam này hèn với giặc ác với dân á, phải không? Các người đi vô trong trại cải tạo học tập ở trong rẫm á, cải tạo các người, cải tạo cái gì, học tập là học tập cái gì, mà các người bảo là gì, đi vô trong đó là hả cái gì, vô là hả chạy khổ sai gì trong đó đó, vân vân các kiểu á. Tôi nói các người nói nghe, ta nói cha mẹ nội ơi, các người xuyên tạc không có để đường nào để tôi đỡ nổi, người lái tới nỗi mà tôi chạy theo người đó phải dùng vô ca ti á, mà tôi gượt theo là gượt không kịp luôn. Các người nói là các người ở trong cái gì à, chạy cải tạo cải quấn gì của mấy ông cơm sườn này đó, các người bị khủng bố, bị đàn áp, bị đánh đập thê thảm luôn. Vậy cho tôi hỏi một cái nha, nếu mà bị khủng bố đánh đập đàn áp như thấy ghê như mấy người nói gì đó, vậy tại sao các người là lành lặn mà các người đi gì? Đi qua bên Mỹ hay vậy, đúng không? Rồi cho tôi hỏi thêm một câu nữa nè, những cái binh lính sĩ quan cán bộ công chức ngụy quyền Sài Gòn hiện nay họ đang sống trên đất nước Việt Nam này nè, nhưng mà người đó còn sống đây nè, đúng chưa? Nếu như họ bị khủng bố đàn áp vậy đó, tại sao họ còn sống sờ sờ trên đất nước Việt Nam này vậy? Mấy vị là hả chống gậy, cũng như là mấy cái vị là hả thuyền nhân mà hả anh hùng anh dũng gan lì là mới dám đi vượt biên đó, trả lời cho tôi giùm cái, các vị đi vượt biên là các vị gì, là những người anh dũng gan lì yêu nước đó, vân vân, các vị trả lời cho tôi giùm cái. Các vị có cảm thấy giữa cái lời nói với cái hành động của các người nó cảm thấy nó quá mâu thuẫn hay không, đúng không? Nếu như các người nói rằng mấy ông cơm sườn nó ông độc ác quá, ông đưa các người vô trại tập trung đó, đúng không, khủng bố đàn áp các người gì thôi, mấy ông đem các người ra chôn sống luôn á, như vậy thì nó nói gì mới gọi là độc ác, đâu cho người sống sót để các người đi qua bên Mỹ, để giờ các người chu cái mỏm gì đây, các người chửi đâu, đúng chưa? Thậm chí ngay cả ông gì ông gì tướng tướng là Lê Minh Đảo, Lê Minh Đáo gì đó, thời gian qua bên Mỹ chu mỏ cũng chửi gì Việt Nam này kinh lắm nghe, vì là đưa vô là chạy tập trung là khủng bố đàn áp kinh lắm. Nhưng mà tại sao ông lành lặn đi qua bên nước ngoài sung sướng khỏe mạnh dữ vậy ông Lê Minh Đảo? Nghe nói đâu là sau thời gian những năm cuối đời của ông ta cũng gì cũng viết lại những cuốn hồi ký rằng là thú nhận là ở là trong trại là cải quấn của mấy ông cơm sườn nè, là hoàn toàn không có cái chuyện này bị đánh đập gì hết trơn, ăn trên đầu ngồi trên chóc không à. Còn cái này nữa tôi cần hỏi các người đó nè, những năm mà sau giải phóng là tức là những năm 70 và 80 á, đúng chưa, lúc đất nước vừa gì vừa đã thống nhất thì lại phải đối phó với thù trong giặc ngoài nữa. Tại sao gọi là thù trong giặc ngoài? Chiến tranh biên giới Tây Nam và chiến tranh biên giới Tây Bắc nổ ra, đất nước thì bị gì, bị chính cái bọn mưu Mỹ của người bố Mỹ của các người nó cấm vận, kinh tế thì kiệt quệ, chiến tranh tàn phá là rất là nhiều năm, trong đó có một số vị là thuyền nhân đó, sau khi ở nước ngoài đó, các vị bây giờ các vị chỏ mỏm về Việt Nam, các vị sủa gần đó gì là lúc chúng tôi rời khỏi chứ là miền Nam này đó, chúng tôi để lại cho là miền Nam này là một cái đất nước nó phát triển, nó rất là giàu có à, để lại coi như là rất là nguyên vẹn không hề bị hư hao gì, mà chúng tôi để lại toàn bộ cho, mà tại sao là chính quyền cơm sườn Việt Nam không thể nào làm cho đất nước giàu lên được, mà bây giờ đất nước phải nghèo như vậy, lạc hậu như vậy? Mà các người nói câu đó tôi cảm thấy, các người có cảm thấy là nó mâu thuẫn quá không? Đất nước mới vừa chiến tranh hơn mấy mươi năm, mới vừa thống nhất
thì lại phải đánh nhau với thằng là gì, chiến tranh biên giới Tây Nam với thằng Pol Pot diệt chủng, rồi tới thằng là gì, thằng Tào Khựa nó gì, nó muốn kiếm được cái vài đồng viện trợ của thằng bố Mỹ, cái người nó nhào vô nó áp xô, nó giáp lá cà với Việt Nam. Việt Nam phải dện cho hai thằng đó thêm cái nữa. Thì mãi đến năm 1991 mới tạm gọi là im tiếng súng. Và cũng có một số vị là nói rằng á, Việt Nam nó hòa bình hơn bốn mấy năm mà tới giờ phát triển chưa bằng Singapore. Vì tôi xin lỗi các vị nha, cười thêm cái nha. Các người nói tôi cười muốn gụm gan. Không lẽ giờ tôi phải chửi vô mặt các người một cái nữa. Đất nước vừa chiến tranh xong, lại chiến tranh biên giới Tây Nam và Tây Bắc. Các người đi á, các người bỏ lại cho chính quyền mới này, Việt Nam này một cái đống bầy hầy. Phải nói là gì? Để lại một đống rác rất là to cho mấy ông gì, cho mấy ông chính quyền cơm sườn Việt Nam nào để mấy ông dọn. Rác đó là gì? Những thứ rác rưởi mà các người bỏ lại đó, là hơn nửa triệu gái điếm và ca ve ở tại miền Nam Việt Nam này nè. Và gần 1 triệu con nghiện là những tên xì ke ma túy này nè để lại. Còn các cơ sở hạ tầng máy móc trang thiết bị của Sài Gòn các người để lại đó phải không? Tôi xin lỗi nha, các người để lại nhưng mà lấy gì để vận hành máy đó đây? Bởi vì tất cả các nguyên phụ liệu máy móc đó đều là của Mỹ. Và muốn vận hành được những thứ đó thì phải có nguyên liệu, vật liệu của Mỹ. Việt Nam vừa đập thằng bố Mỹ cái người nó cút đi. Có khi nào nó đem đổ nó qua để cho Việt Nam vận hành những nhà máy đó hay không? Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, phần lớn những công nhân thợ kỹ thuật cao trong những cơ quan xí nghiệp nhà máy của ngụy quyền Sài Gòn thì họ đã cao chạy xa bay về bên kia bến bờ đại dương rồi, lấy ai ra mà vận hành những thứ các người để lại đây? Ở mấy cái vị là hả, anh dũng gan lì mới dám là hả, vượt biên đi sang đó là bến bờ tự do. Đó là một. Cái thứ hai nữa, ngoài ra thì thằng bố Mỹ có các người nó cũng rất tốt lành khi là hả, nó gì, nó yêu cầu là hả, chính quyền công sườn Việt Nam này phải trả cho nó số nợ là 145 chai là hả, đô la châm bây giờ nha, tính theo đô la châm bây giờ. Mà hồi đó thì là đô la là hả, đô la gì của ông gì, ông Nixon bị rớt chức rồi, tới ông đó lên đó. Nghe nói là như ông đó thôi mà để đô la châm đi cho nó dễ nhớ đấy, 145 chai. Với cái điều kiện đó, Việt Nam phải trả món nợ đó rồi thì sao? Rồi thì mới chứ là bình thường quá quan hệ với Việt Nam. Cái thứ nhất, thứ hai là sẽ dỡ bỏ cấm vận khi nào Việt Nam trả dứt số nợ đó. Và cái bài báo Chicago Tribune đó có đưa thông tin về việc là Việt Nam phải trả nợ đầy cho cái thằng con quan Việt Nam Cộng Hòa, hiểu chưa? Để đổi lại thì Hà Nội sẽ được dỡ bỏ cấm vận và bình thường hóa quan hệ. Và cái hạn chót để trả hết món nợ trên là vào năm 2019. Bố Mỹ các người đưa đó, chịu khó lên đó đọc dùm, đừng bảo là tôi chế nha. Search Google, hỏi đi. Rồi xong. Những lúc mà những năm á, đất nước đang cái gì, đang chìm trong đói khổ như vậy đó, thì phải không cái gì, thù trong giặc ngoài, chiến tranh chưa ngơi tàn, thì thêm cái đám bá dơ là bọn ngụy tàn các người ăn hại nữa. Nhà nước còn phải nuôi các người đó, đâu có dám là đối xử với các người theo kiểu giống như tù binh đâu, đưa các người vô trại cải tạo vậy để học tập tư tưởng những chính sách mới của đảng và nhà nước của nhân dân thôi, rồi sau đó cho các người về. Nhưng mà các người cũng chống đối cho đến cùng, các người bảo đó là nhồi sọ các người, chứ các người còn âm mưu là gì, là hả, lợi dụng lúc mà hả bọn Pol Pot đánh đó là hả biên giới Tây Nam với người Trung Quốc đó, nó đánh nữa đó, các người định gì, định là hả nổi dậy để là gì, để lật đổ chính quyền này. Cho nên là mấy ổng phải còng đầu các người thêm á mấy chục năm mới mới tha cho các người, cũng đúng, cũng đáng đời cho các người. Nhưng mà các người ở trong trại đó, các người có bị là đối xử như tù hay không thì tự cái đáy lòng của các người đó, nó cũng sẽ nói lên được cái điều đó. Cho nên các người khỏi phải gì, khỏi phải tuyên chuyện láo liếu làm cái gì. Tại vì những người sống ở trên đất nước Việt Nam này nè, họ biết, họ hiểu hết trơn á. Cho nên tới bây giờ họ không cất tiếng nói, nhưng mà họ nói cho những cái thế hệ trẻ như chúng tôi biết nè. Cho nên các người đừng nói là chúng tôi bị mấy ông cơm sườn nhồi sọ, chúng tôi bị chính mấy cái ông sĩ quan á mà tuyên truyền của mấy người đó, mấy ông mà bên tâm lý chiến, mấy ông nhồi sọ tôi nặng quá rồi. Cho nên bây giờ tôi nói ra cái gì đó, tôi toàn là lấy giọng điệu của mấy ông đó để trả cho các người đó, cho các người hiểu, hiểu chưa? Mẹ các người lúc nào cũng ngoắc cái mõm lên là các người chửi mấy ông cơm sườn hèn này kia kia nọ.
chính cái bản thân các người là những kẻ gì mới gọi là những kẻ hèn nhát nhất, khi các người rời bỏ quê hương, khi đất nước nó đang chìm trong gì? Chiến tranh và đói khổ những năm 80 và 90 đó, bị cấm vận các kiểu. Nhưng mà rốt cuộc thì đất nước cũng vượt qua tất cả, và đến năm 2000 là bắt đầu là gì, lại hả, vào là cái giai đoạn là đất nước vươn lên một cái tầm cao mới phát triển. Cho nên nó là một số kẻ, mấy cái kẻ lưu vong đó, là tôi nói luôn cho các người biết nó như thế này: các người anh dũng lắm cho nên các người mới rời bỏ quê hương đó đó, còn những kẻ ở lại là những kẻ chích nhát, nó sợ chết cho nên phải ở lại đó, vân vân. Nhưng mà những người ở lại hiện nay đó, họ gì, họ sống sung sướng và khỏe hơn các người, còn các người đang sống ở bên cái xứ bên kia mà các người nói là các người sống ở xứ thiên đường đó, nhưng mà các người phải chui rút sống khổ. Một ngày các người đi cày mười mấy tiếng còn thua hơn thằng cu ly như tôi nữa. Ơi, ta nói bị vậy nha, đang ngồi live stream mà xài bắt đầu tới mạng nó xấu là khỏi là gì. Rồi tiếp, hôm nay xài cho nó hết pin, chửi cho nó đã. Ở dịp này là nó thấy ngứa cái miệng, là muốn chửi mấy cái con chó ba sọc. Bỏ chạy chó mà nó suốt ngày ngoác cái mõm là người ta lại yêu nước, cho nên ta mới phải bỏ đi. Nghe thật là buồn cười, chịu không nổi. Đã vậy khi bỏ đi rồi tao nói trời ơi, tao đi tao bỏ lại miền Nam này rất giàu có, hòn hai hòn bi Diễn Đông này lại cho mấy ông cơm sườn, và bốn mấy năm mấy ông không làm gì được cho đất nước phát triển lên, bây giờ làm cho đất nước thụt lùi xuống. Trời ơi trời, nghe mấy ông nói câu đó tôi buồn cười chịu không nổi. Cái ông nói rằng, cái ông nói gì, để lại máy móc đúng á, cái ông để lại coi như nguyên vẹn cho Sài Gòn, nhưng mà ngặt một nỗi những máy móc đó đều toàn của bố Mỹ của các người không à. Mà bố Mỹ các người thì đang cấm vận Việt Nam rồi, nghĩ sao nó đưa nguyên vật liệu má cho là những phụ tùng thay thế cho cái máy móc đó để là hả chạy đây. Có khi nào là một thằng vừa đánh mình sặc máu mồm xong nó đến nó xin lỗi, nó kêu là hả gửi cho em mớ đồ gì đó không, có ai không? Những cái máy móc đó sau thời gian không có gì, những nguyên phụ liệu và hả những cái phụ tùng thay thế nó đã hư hỏng hết, cho nên là phải thay hết và phải đem đi tất cả những máy móc đó từ ở ngoài của bên Liên Xô qua đây và đưa vào miền Nam này để vận hành. Và những máy móc đó của Mỹ là phải tháo dỡ đi và để gì, để bán cho những cái nước khác, để gì, để kiếm thêm một số ngoại tệ về. Cho nên đó chính là cái chỗ mà cái bọn hay gào rú là gì, bảo rằng là mấy ông cái gì là hả chính quyền là hả miền Bắc đó là đem nó là gì, gom hết tất cả tài sản giàu có gì ở miền Nam này đem về ngoài Bắc rồi đó. Đó đó chính là cái chỗ đó đó, cái ngày hôm nay tôi muốn ngoái vô ngay cái chỗ này. Thứ nhất, như nãy tôi đã nói, những máy móc đó đều toàn nguyên vật liệu phụ tùng thay thế là đều của Mỹ. Và sau đó là hơn mười mấy năm là hả hòa bình, Mỹ đã cấm vận và không cung cấp bất kỳ nguyên phụ liệu hay là phụ tùng nào để thay thế cho những cái máy móc là hả của các công ty xí nghiệp nhà máy đó, rồi cộng thêm là không có thợ thầy là hả để mà vận hành á, thì tất nhiên nó sẽ bị hư hao. Thì phải sao đây? Mà trong khi đó thì đại đa số thì miền Bắc là sử dụng những máy móc Liên Xô thì nó có phụ tùng thay thế và có thể là làm được, còn máy móc của Mỹ thì không có phụ tùng thay thế và không thể sửa chữa, không có nguyên vật liệu, cho nên phải gỡ tất cả đem chuyển về miền Bắc đem đi bán cho nước ngoài để lấy là hả ngoại tệ thu về cho đất nước, và đưa những máy móc là hả của Liên Xô qua để đưa vào miền Nam. Cái chi tiết này thì mấy cái tên vẽ cứt ba sọc không đưa vào, và chúng nó bảo rằng là cái gì, vào giải phóng miền Nam là vào cướp đó, cướp à, đúng rồi, cướp hơn nửa triệu trái điếm Cabernet các người bỏ lại, cướp ha, cướp à, đúng rồi, cướp hơn đó là gì, 1 triệu tên xì ke ma túy ở miền Nam này bỏ lại cho chính quyền là hả cơm sườn Việt Nam, vừa phải gì, vừa phải là hả đào tạo lại, dạy nghề lại, phục hồi nhân phẩm lại cho những cao ve gái điếm này để họ từ bỏ những cái nghề cũ đó để làm lại một con người mới trong một cái chế độ mới, để không làm cái nghề mặt hạng đó nữa. Còn những cái gì, những xì ke ma túy kia phải đưa họ đi cai nghiện giải quyết rốt ráo. Ta nói đủ thứ chuyện trên đời nó đổ xuống hết, các người ra đi các người rất là tốt. Tại vì sao các người ra đi, các người để là một đống rác có chà bá này nè cho mấy ông cơm sườn này để mấy ông giải quyết, các người rất là tốt, cho nên phải vỗ tay, vỗ tay về cái sự tốt của các người, đúng không? Bởi vì các người nói cái chữ hèn đối với mấy ông cơm sườn gì đó, cái chữ đó phải để lại cho các người. Nói lại cái này cái nữa à, rồi sau khi đó là hả những máy móc đó được chuyển của Mỹ đó, được chuyển đem là về Bắc để đi bán ra nước ngoài để là kiếm như thế gì ngoại tệ về để là hả phát triển đất nước.
Thì lúc này ở miền Nam lại gì, có cái tình trạng là quá dư những người là không có việc làm. Tại vì các anh chị nghĩ đi, bị Mỹ nó cấm nhận, giận có thằng nào chơi với mình bán là đồ đạc với mình đâu, chỉ trừ có là làm ăn với các nước là thuộc khối xã hội chủ nghĩa mà thôi. Còn lại ngoài ra những nước giàu có tư bản thì đâu làm ăn gì với người Việt chúng ta. Cho nên đất nước của chúng ta là phải bao cấp à, phải sống trong bao cấp mấy chục năm trời. Nhưng mà cái lũ Bawe thì nó đâu có nói vấn đề đó, nó nói rằng là gì, nó là mấy ông chế độ độc tài này là cướp hết cho miền Nam này nè, các kiểu bô lô ba la, nói chung là quá nhiều thứ mà nói vào mà phải phân tích chắc tới sáng ngày mai nó cũng chưa hết đó. Nhưng mà nó không nói hết vô vấn đề, đúng không? Đấy. Rồi sau khi những máy móc chuyển đi đó đó, thì bắt đầu chuyển những máy móc đó là của Nga qua để là vận hành và sử dụng để có đầy đủ đó. Thì lại có thêm cho nó là ở thành thị nó quá đông người, người ta gọi là thừa người nhưng thiếu việc đó. Mà lúc đó thì miền Nam chúng ta kinh tế chẳng còn cái gì cả, tất cả đều phải bao cấp hết chứ có làm được cái gì nữa đâu, bị cấm vận còn làm ăn giao thương với ai nữa, trong khi thằng bố Mỹ của nó đâu có làm ăn với chúng ta, nó đang cấm vận chúng ta nữa, chúng ta làm ăn với ai, chỉ làm ăn được với mấy nước xã hội chủ nghĩa. Và bây giờ những cái người bị dư thừa ở thành thị đó mà phải làm sao đấy, trong khi đất nước của chúng ta đang còn là gì, chưa phát triển lên được nữa, cái tình trạng thiếu ăn thiếu lương thực đó, nó xảy ra rất nhiều nơi, và dân của chúng ta đó phải gì, phải đi nhận viện trợ của nước ngoài, trong đó là các nước xã hội chủ nghĩa người ta viện trợ cho chúng ta. Người dân lúc đó, thậm chí người dân ở trong miền Nam á, mà phải ăn độn bo bo khoai lang các kiểu này kia là các anh chị hiểu rồi đó. Thiếu lương thực trầm trọng như thế nào. Và có một cái chính sách rất là quyết đoán và rất là hay mà để đời của cố tổng bí thư Lê Dũng, nhưng mà nhiều kẻ lại không hiểu, lại chửi ông. Mà thật ra thì những kẻ chửi thì tôi thấy có gì bao que nó cũng có, nói chung là cũng có một số thành phần đó. Ở trong nước này cũng có chửi ông đó, nhưng mà nếu như xem kỹ lại hết những cái chính sách về kinh tế của ông thì tôi thấy hoàn toàn nó không có gì sai lắm. Phải nói đó là những cái quyết sách nó đúng, đó là trong cái việc gì, đưa dân ở thành thị đi là kinh tế mới. Dùng kinh tế mới ở đây là đâu, là dưới các tỉnh đó là miền Tây Nam Bộ ngày nay, dùng Tứ Giác Long Xuyên rồi dùng Đồng Tháp 10. Tại vì sao? Thứ nhất, ở nơi đây đất vẫn còn rộng và hoang hóa rất nhiều, mà lương thực thì đang thiếu trầm trọng, và đất nước của chúng ta thì đang đói khổ, mà người thì thừa mà lại tập trung về các thành thị, trong khi việc thì lại thiếu, tạo nên là gì, sự mất cân bằng. Thứ nhất, thứ hai nữa là thiếu lương thực trầm trọng đó, chúng ta phải nhận viện trợ liên miên đó. Nói về cái vấn đề kinh tế trùm sợ nó hơi dốt, cho nên thôi bạn chuyện làm nông nghiệp đi cho dễ. Thì cho nên nó là cố tổng bí thư là Lê Dũng mới quyết định là đưa người dân là di dân vào trong các vùng kinh tế mới đó, là để khai phá ra làm nông nghiệp à, là những người đi mà kinh tế mới đó, được cấp nhà cửa nông cụ lương thực này kia các kiểu nhé. Cho nên một số kẻ bảo rằng là gì, là đưa mấy là di dân vô trong vùng kinh tế mới là đưa họ đi đài đó, nói vậy là nó cũng cũng nói được, nói chung là đường nào nó cũng lái được. Cho nên để tôi nói rõ cho cái chị biết luôn, vô kinh tế mới lương thực nông ngư cụ con giống á đã được đưa vào cho mày á, cho những cái người đó chưa. Nhưng mà có một cái nó mới chết ở chỗ này nè, tại vì lúc đó đi làm kinh tế mới có nghĩa là làm những cái nông nghiệp ở trong đó là miền Tây Nam Bộ, mà lúc đó cán bộ về nông nghiệp nó lại thiếu trầm trọng đó. Cho nên đưa những người dân đó ở thành thị thì các anh chị biết rồi, ở thành thị thì chỉ làm những công việc giống như mình gọi là văn phòng thôi đó, mà bây giờ bắt các anh chị là cầm cái gì, cầm cuốc cầm len để gì đi cuốc đất đó là đào mương, có anh chị nào làm được không, nói thiệt có anh chị nào làm được, giơ cho ngón tay lên xem làm sao làm được đây. Và cộng thêm là không có cán bộ về nông nghiệp chuyên trách đó để là hướng dẫn cho người dân, nó chết cái chỗ này nữa. Cho nên sau thời gian ta vô trọng á, là những cái lương thực là tiền của nhà nước cấp cho đó, người ta ăn hết. Thì sau thời gian vô trong vùng kinh tế mới thì sử dụng hết những tiền cũng như lương thực của nhà nước thì họ không biết làm gì hết trơn, tiếp tục trở về thành thị rồi bắt đầu cái sống kiểu lay lắt gì đó đó. Nhưng mà những người mà người ta còn bám trụ được ở trong vùng kinh tế mới đó, hiện nay thì người ta đã trở thành tỷ phú, nhà người ta có 2-3 chiếc xe hơi, nông dân mà chạy xe hơi cày cày đấy, nói gì để cho một số vị hiểu. Và trong số những người từng đi kinh tế mới đó đó là có những người đó họ gì, họ đã vượt biên mất tiêu, tại vì họ thấy
ở đây không làm được gì, sống khổ quá đó. Tại vì lúc đó đang đất nước còn đang bao cấp mà khổ quá, mà bắt đi vô kinh tế mới từ gì ở thành thị mà đưa vô trong vùng nông thôn này, thử hỏi làm được cái gì. Cho nên là làm được họ cày cú, họ bỏ đi, họ sống không được cái chịu khổ cực của đất nước lúc này. Cho nên là họ phải cút vượt biên để tìm cái gì chân trời tự do bên cái xứ thiên đường đó. Đó ra đi là hả, yêu nước đó. Giữa lúc này đất nước thì nghèo hả, kiết xác luôn, chìm trong là hả, cấm vận, kinh tế thì hả, không có cái gì hết trơn. Đó ra đi là gì, anh dũng là gan lì của một số kẻ đó, còn những người là ở lại là hèn nhát. Cho nên á bây giờ họ trở thành tỷ phú, họ lái 2 3 chiếc xe mà là đi toàn là những xe gì, xe của hãng Mỹ mà loại xe đắt tiền, chiếc là 1 tỷ mấy 1 chiếc không à, chứ không phải là mấy chiếc là hàng xoàng. Ngày nay nếu như mà những cái cô chú, những cái anh chị mà Việt kiều ở hải ngoại hiện nay đó, những người mà gì đang ra gã cái luận điệu chửi bới quê hương đất nước đó, ngày xưa từng đi kinh tế mới mà các vị bảo là bị đi đài đó, thì xin hãy về Việt Nam thăm quê hương đất nước và hãy đến cái vùng khu kinh tế mới mà ngày xưa các người bảo là các người bị lưu đày vô đó đó. Các người hãy xem trong đó bây giờ nó phát triển như thế nào, và có thể là trong không chừng là những cái miếng đất mà ngày xưa nhà nước cấp cho các vị ở trong đó là khu kinh tế mới đó, mà các vị không chịu làm cái gì bỏ đó, bây giờ các vị có về, các vị có đem đô cái gì về chưa chắc là mua được những khoảnh đất ở trong đó. Tôi nói cho các vị hiểu nó như vậy để cho các vị biết cái khu mà hả kinh tế mới mà mấy vị hay chửi rủa là hay dùng gì, dùng lưu đài của các người bây giờ, ruộng thì nó bạc ngàn, đất đai thì hả phì nhiêu, giàu có người dân á, những ở trong cái vùng kinh tế mới kỳ cựu đó là hiện nay họ là rất giàu, tỷ phú nha. Tôi nói như thế để cho các vị hiểu, và không chừng những mảnh đất của các vị hiện nay nó trị giá là tiền tỷ đấy, tỷ đồng, chục tỷ cho nên không ít vậy chứ. Hiện nay những mảnh đất đó, ruộng ở trong đó là hả vùng nông thôn đó, vùng sâu vùng xa nó cũng có trị giá lên đến gần 20 triệu là trên một cái gần một công đất rồi đó, mấy cái vị là hả thuyền nhân à. Và đồng thời gì qua đây chúng ta cũng thấy được cái là những cái quyết sách về kinh vấn đề là an ninh lương thực của cố tổng bí thư Lê Dũng rất là hay của ông, đó là đất nước của chúng ta từ những năm là còn bị cấm vận đói khổ hay nhận nó là viện trợ gạo của nước ngoài, là từ từ chúng ta tự túc được lương thực, và sau đó là xuất ngày nay là xuất khẩu đứng hàng top là nhất nhì trên thế giới. Bây giờ Việt Nam của chúng ta đâu cần phải nhận gạo viện trợ, chúng ta nhân dân chúng ta là không bị đói ăn nữa. Cũng nhờ những quyết sách là đưa người dân đi kinh tế mới đó của ông, và tất nhiên cái vấn đề đó cũng ông cũng bị một số đảng viên là chửi rủa ông nữa, chứ không phải là mấy cái thằng dẻ cứt không đâu. Cho nên một số vị ở là hải ngoại các vị là luôn lúc nào cũng là lên mạng Facebook và các người là chửi này, chửi chế độ chúng tôi chẳng làm được gì cho đất nước, thì chính các người, cái bọn giả kích các người mới là những kẻ không làm được cái gì cho quê hương, cho đất nước, cho nhân dân của chúng tôi. Những năm đất nước của chúng tôi còn bị chìm trong là cấm vận và khổ ải, thì các người đã ra khơi và dông thuyền, các người đi đến cái bến bờ tự do mới, bỏ gì bỏ nhân dân đất nước của chúng tôi ở đây sống trong cảnh đói khổ. Đã thế thì thằng bố Mỹ của các người nó còn bắt cái gì chính quyền và nhân dân của chúng tôi phải è cổ ra trả cho nó 85 triệu đi, nợ lần đầu xem như là trả lãi các kiểu này kia đó, để đổi lại cái việc là nó sẽ gì, nó sẽ là dỡ bỏ cấm vận cho nó bình thường hóa quan hệ lại. Vậy hóa ra là thằng con quan là ấy vịt ngang cộng hành các người á, bị bố Mỹ các người nó bán gì có giá 145 triệu đô la, quá rẻ. Và đồng thời bây giờ là bố Mỹ của các người chỉ chơi với là chính quyền cầm sừng Việt Nam một cái quá rõ ràng, các người như là bọn ăn hại. Bây giờ bố Mỹ các người nó đã bán các người phước đi với giá 145 triệu đô la đó. Đúng chưa, tôi nói vậy nó đúng không? Cho nên bây giờ các người ngoác cái mõm lên, các người nói rằng cái gì cầm sừng Việt Nam hèn ác này kia đó, cái chữ hèn và chữ ác đó nên gửi lại cho mấy thằng ngụy già lưu vong các người sử dụng đi, đúng không? Chứ nhân dân của chúng tôi á, chúng tôi sống ở đất nước này nè, trên đất nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam này, và chúng tôi á biết á, nhìn nhận cái đất nước của chúng tôi nó phát triển hàng ngày hàng giờ nó như thế nào,
và đất nước của chúng tôi với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa nhân dân của chúng tôi là phát triển nó lên đó, từng ngày từng giờ nó như thế nào thì người dân chúng tôi biết, chứ không phải bọn dẹt cứt các người biết, các người thấy không? Cho nên các người đừng nên ngoác mõm rằng cái gì tà quyền cơm sự Việt Nam chẳng làm được gì cho quê hương đất nước hết trơn. Ok, kẻ không làm được gì cho quê hương đất nước này á chính là bọn dẻ cực dẻ cất mà ba sọc các người, chứ người đừng nên nói ai chứ. Các người nói là sao? Các người nói là các người yêu đất nước, các người yêu nhân dân chúng tôi đó à? Dạ, yêu đất nước, yêu nhân dân chúng tôi, mà các người gì đem cái tổ chức khủng bố Việt Tân nó về đây nó khủng bố nhân dân của chúng tôi đó à? Hả?